ấp Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An, 577 m². Tường rào bao quanh. Nhà mới toan vô ở liền. Phía sau có con rạch thoát nước của nhà mình chiếm dụng luôn rồi. Bốn phòng ngủ ha anh ha, bốn phòng ngủ ha, bốn đây nữa nè, dạng để dành nè, 577 m², mặt tiền rộng thênh thang luôn.